Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Cách ứng dụng thực hành giới định tuệ như thế nào để được giác ngộ ngay trong hiện tại ạ? Ứng dụng mà thực hành giới định tuệ để mà giác ngộ ngay trong cái kiếp sống này, ngay trong đời sống này, thì cái người ấy cần phải có một cái sự buông xả, cần phải có một cái môi trường phù hợp, thích hợp thì có thể mới may ra mới có thể đạt được. Tức là vì ấy cần phải có một cái đời sống độc cư hoàn toàn, tức là phải có một cái tịnh thất riêng biệt, đấy là cái trú xứ phải phù hợp nhất. Rồi vì ấy phải có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi như vậy. Khi mình ở trong cái trú xứ đấy, mình sống độc cư như vậy, nhưng mà phải có người hướng dẫn cho mình. Mình có thể viên mãn được giới, nhưng mà về định và tuệ thì phải có những bậc thiện tri thức. Vậy thì mình phải có thân cận những bậc thiện tri thức, tức là những cái bậc đã giác ngộ rồi mới có thể chỉ dạy cho mình giác ngộ được. Vậy cái phải có được cái môi trường đấy, phải có thân cận được bậc thiện tri thức, phải có trú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp nữa, như là có những cái người hộ trì cho mình nếu như mình có những cái nhu cầu gì cần thiết ấy. Rồi sau đó mình mới thực hành giới. Như là khi nếu là một cái người tại gia thì mình thọ trì bao nhiêu giới, phải giữ trọn vẹn bấy nhiêu giới, năm giới hay bát quan trai giới, tám giới, hay sa di thì phải giữ đủ 10 giới, tỳ kheo phải 227 giới, tỳ kheo ni 311 giới, đấy là theo giới nguyên thủy, thì phải giữ trọn vẹn tất cả các giới như vậy, nhưng vẫn chưa đủ mà phải viên mãn được tứ thanh tịnh giới. Giới thứ nhất là thanh tịnh về giới bổn như vậy, và phải có cái sự phòng hộ các căn, đấy cũng là một cái loại giới, giới phòng hộ. Giới phòng hộ các căn là cái người ấy phải phòng hộ con mắt của mình, có những cái mình nên nhìn và có cái mình không được nhìn, phải tránh xa. Như là một cái người đấy mà muốn tu tập giác ngộ ấy, thì là cái người đấy là một cái người nam thì không được nhìn nữ sắc. Nếu mà nhìn với một cái tâm ái nhiễm, đắm nhiễm thì bị loạn tâm và bị trói buộc. Hay là người nữ vẫn đang tu tập không có ưa thích ngắm nhìn nam sắc, đấy gọi là phòng hộ. Không có nhìn những cái gì mà nó có thể khiến mình sinh ra tham dục, và không nhìn cái cảnh gì nó khiến mình sinh ra sân hận. Vậy đôi khi mình phải tránh những người yêu, tránh những người mình ghét, phải tránh được cả hai cái cảnh đấy. Và tai cũng vậy, mình không được nghe những cái âm thanh gì, như là nghe ca nhạc hay là nghe những cái âm thanh của người nam người nữ khác phái, nó sinh ra tình cảm ấy, là sinh ra tham dục, là phải tránh cái âm thanh đấy. Và những cái âm thanh gì sinh ra sân hận, nếu như mà có ai đấy người ta hay nói những cái lời tục tĩu bất thiện mà khiến cho mình bị phiền não, mình phải tránh, đừng có nghe. Đấy là phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân. Thân mình vẫn mình xúc chạm vào cái gì mà nó sinh ra tham dục hay sân hận thì phải tránh, không được xúc chạm vào cái ấy. Đấy là cái sự tu tập để về cái giới phòng hộ. Thứ ba là giới về sự nuôi mạng thanh tịnh. Và hàng ngày mình phải sống nuôi mạng mình. Mình phải sống bằng một cái việc kiếm ăn chân chánh, không được kiếm ăn bất chánh. Mình không được đi ăn trộm ăn cắp về để lấy rồi lấy sức tu tập là không bao giờ thành tịnh. Hay là vì ấy có những cái việc làm bất thiện, sát sinh, hay là làm những cái việc hại mình, hại người, lừa dối, lừa đảo để kiếm ăn, kiếm sống. Thì cái đấy được gọi là nuôi mạng, tà mạng. Cái người tà mạng nhá, không thể nào thành tựu được giác ngộ, giải thoát được. Nên phải sống chánh mạng, nuôi sống mình bằng cái nghề chân chánh. Như một vị sa môn vậy, thì đi khất thực là cái hành động chân chánh. Sa môn là không có sống giống như một người gia chủ. Người gia chủ thì sống bằng một nghề nghiệp chân chánh. Còn một vị sa môn thì hành khất chân chánh. Hành khất không có xin xỏ, không có lừa gạt, không có nịnh bợ. Thì đấy là gọi là chân chánh. Và cái thứ tư là giới về chi túc trong các vật dụng. Khi mà mình mặc y áo, mình phải nghĩ là y áo để che thân, tránh những điều hổ thẹn, tránh mũi mỏng, tránh mưa nắng thôi, không có quan trọng đẹp xấu. Nhà ở vậy, nhà ở để che chắn về nóng lạnh, thời tiết mũi mỏng để cho mình được an toàn, sống độc cư tu tập. Và thức ăn vậy, ăn để nuôi thân có sức tu tập, thuốc men vậy để chữa bệnh. Thì bốn cái vật dụng ấy phải có cái sự giác sát, phải có cái sự quán tưởng để sống chi túc với những vật dụng ấy.
biết đủ, không tham đắm, không mong cầu, không tích trữ quá nhiều với những cái vật dụng ấy, thì đấy được gọi là tứ thanh tịnh giới, là cái nền tảng đầu tiên. Rồi sau đó mới thực hành đến cái pháp tu tâm, làm cho nội tâm được thanh tịnh, làm cho những phiền não được chế ngự xuống. Thì mình cần phải chọn một cái pháp thiền chỉ, thiền định nào đấy phù hợp. Có những người thì sân hận nhiều, thì mình phải lại tâm từ nhiều. Thì cái người nào mà thấy mình hay bị chi phối bởi tâm sân, hay có cái tánh sân ác ý, bất thiện, thì vị ấy cần phải hướng tâm đến những cái chúng sinh và khởi nên cái từ tâm là mong cho những chúng sinh này được an vui, còn mong cho họ thoát nỗi khổ về thân, về tâm, còn mong cho họ tránh những hiểm nguy. Thường xuyên tưởng niệm như vậy, liên tục như vậy, chánh niệm tỉnh giác như vậy, chế ngự được triền cái về sân hận, thì vị ấy sẽ đạt được định tinh. Hoặc vị ấy có thể thấy rằng mình là cái người có thuộc về tánh tham, tham ái, tham dục nhiều, thì vị ấy cần phải quán về tử thi, nhắm mắt vào, nhớ đến cái sắc chết và niệm sắc chết bất tịnh, niệm liên tục như vậy, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ niệm, liên tục ngày này qua ngày khác, cho đến khi nào nhất tâm định tĩnh, liên tục không gián đoạn, chế ngự được các triền cái về tham dục, thì vị ấy mới đạt được định. Hoặc vị ấy có thể thực hành thiền hơi thở, chú tâm nhận biết hơi thở ở trên trước cửa mũi của mình, nhẹ nhàng tự nhiên, đều đặn liên tục, biết hơi thở vào, biết hơi thở ra. Rồi khi vị ấy cứ chú tâm định tĩnh trên hơi thở như vậy, thì dần dần vị ấy cũng đi vào định tĩnh, ni dục, ni bất thiện pháp. Có nimitta, quang tướng xuất hiện, chú trên quang tướng ấy liên tục nhiều giờ, thì vị ấy sẽ chứng sơ thiền, có tầm tứ hỷ nạc nhất tâm. Rồi vị ấy có thể nên tam thiền, tứ thiền, tuần tự theo cái pháp như vậy. Hoặc là vị ấy có thể thực hành những biến xứ các ca xin lá, đất nước nửa gió lên bằng đỏ trắng, bất cứ một cái pháp nào về thiền định, có 40 cái đề mục thiền định, vì ấy có thể chọn một cái đề mục thiền định nào ấy, có thể thực hành đến cận hành định hoặc đến an chỉ định được. Vậy nên để mà thực hành được thiền định thì cần phải có niềm tin, tin vào Phật, tin vào giáo pháp, tin vào cái năng lực của mình, phải có tinh tấn, phải có chánh niệm, tỉnh giác, liên tục không gián đoạn ở trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Và vì ấy phải có cái niệm nó được sung mãn thì sẽ đạt đến nhất tâm định tinh, thì nó sẽ có cái trí tuệ nó phát sinh. Thì vậy nên vị ấy có thể chứng được cận hành định, hoặc chứng được sơ thiền, hoặc nhị tam tứ thiền, hoặc là thực hành cả tứ thiền bát định. Đấy thì được gọi là thực hành thiền định. Khi chứng đắc thiền định rồi thì vị ấy chế ngự được năm triền cái: tham dục, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi. Rồi vì ấy với cái tâm định tính thuần tịnh ấy mới phát triển được thiền tuệ, mới phát triển được trí tuệ. Tuệ trong giới định tuệ thì cái tuệ này là tuệ thấy được các cái pháp chân đế. Phải thấy được pháp chân đế mới gọi là tuệ. Vậy thì khi mà tâm có định rồi, vì ấy nhập vào định xong xuất ra khỏi định, vì ấy có thể phân biệt được cái thân này là thân tứ đại. Vì ấy sẽ thấy được cái thân này là đất, nước, nửa gió, qua các cái đặc tính của đất, cứng thô nặng mềm mịn nhẹ của nước, chạy dính nửa nóng lạnh gió đẩy nâng ấy, thì vị ấy mới thấy ra được cái sắc uẩn, thấy ra được cái sự tập khởi, sự đoạn diệt của cái những cái hạt sắc, là những cái hạt rupa kalapa, những cái hạt vi trần niti ở trên thân này, nó luôn trong trạng thái sinh diệt, thì lúc ấy mới thấy ra được cái thân này của ta nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vô thường, thì vị ấy sẽ không còn tham ái với nó nữa. Thấy nó là khổ thì vị ấy không còn dục tham nữa, thấy nó là vô ngã thì vị ấy không còn chấp trước nữa, thấy nó là bất tịnh thì vị ấy nên cái nhàm chán đối với cái thân ấy. Đấy là quán về sắc, hoặc là vị ấy có thể quán về các tâm và các tâm sở, các tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện, rồi vị ấy mới thấy ra được các tâm, tâm sở ấy, và mới được gọi là thấy được năm uẩn. Thấy được năm uẩn thì vị ấy mới được gọi là giác ngộ được cái chân lý thứ nhất, đó là khổ. Bởi vì vị ấy thấy được cái sắc này, cái tâm này, thọ tưởng hành thức này, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vô thường sinh diệt, nó là khổ, là vô ngã, là rỗng không, là giả tạm. Cho nên là lúc ấy vị ấy mới giác ngộ được cái khổ. Rồi khi vị ấy quán ra được cái nguyên nhân nào nó sinh ra cái thân này, vị ấy có thể hướng tâm về những kiếp quá khứ của mình. Vị ấy thấy việc trong những kiếp quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp gì, do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, cho nên mình đã tạo ra những nghiệp thiện hay bất thiện. Từ những cái nghiệp ấy,
rồi nó mới cho ra cái nghiệp hữu, nó mới cho ra cái tâm tục sinh, nó mới cho ra những cái quả mà mình gặp hàng ngày thông qua các căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình này, nó gặp cảnh tốt, cái gặp những cái điều an vui, đấy là do những cái thiện nghiệp nó trổ quả. Hay là mình luôn luôn gặp những cái cảnh trần bất hạnh khổ đau, đấy là những nghiệp bất thiện nó trổ quả hàng ngày. Đấy, mình quán cái nhân duyên để mình thấy được những nhân quá khứ nó sinh ra cái thân năm uẩn ở hiện tại, rồi những nhân hiện tại này nó sinh ra cái thân năm uẩn ở tương lai. Thì lúc đấy mình mới giác ngộ ra được cái chân lý. Thứ hai nó là tập đế, là cái nhân sinh là khổ. Rồi cứ thấy được cái nhân sinh, quả sinh, nhân diệt, quả diệt. Rồi vì ấy mới thấy được cái tính sinh diệt, tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Cho đến khi nào thể nhập với chánh trí ấy, cho đến khi nào đoạn trừ được các kiết sử ấy, cho đến khi nào đoạn trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ ấy, thì các nghiệp, các cái nghiệp hữu được đoạn trừ. Thì lúc ấy mới không còn tái sinh ở tương lai, lúc đấy mới thành tựu được cái diệt đế. Và trong suốt cái quá trình từ cái lúc thực hành giới, thực hành định và cho đến lúc thực hành thiền quán ấy thì được gọi là đạo đế. Và lúc ấy khi nào giác ngộ được cả bốn sự thật ấy cùng một lúc, đó là giác ngộ được chân lý tứ thánh đế như vậy, thì vị ấy mới chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, chấm dứt được khổ đau ngay trong hiện tại thông qua cái sự thực hành giới định tuệ. Và vì ấy cần phải thực hành tuần tự như vậy, từ giới nhân, giới sinh định, nhân định sinh tuệ, có tuệ thì mới giác ngộ được chân lý tứ thánh đế. Giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì mới đoạn trừ được các cấu uế phiền não, mới chứng đắc được đạo quả niết bàn.